Nắng thì đã có mũ, mưa thì đã có ô, còn cửa thì chắc chắn là phải có Sài Gòn Đo nha. Và đây là cửa nhựa composite, một trong những loại cửa được khách hàng ưa chuộng và sử dụng phổ biến hiện nay. Đặc biệt là tại các công trình nhà phố hay là biệt thự thì loại cửa này cũng được sử dụng rất nhiều. Chính vì thế, loại cửa gỗ nhựa thường được dùng để làm cửa phòng ngủ, cửa phòng khách, cửa nhà vệ sinh hay cửa nhà tắm, cửa nhà kho. Có nhiều kiểu thiết kế tinh xảo, mẫu mã từ cổ điển đến hiện đại. Cửa nhựa composite được làm từ vật liệu composite cao cấp nên có khả năng chống thấm nước, có độ bền cao với lớp đúc dạng hình tổ ong giúp cửa giảm trọng lượng, có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, có nhiều kiểu dáng, màu sắc thì đa dạng từ dòng vân gỗ đến dòng sơn cao cấp sang trọng, được phủ bởi một lớp phim PVC cao cấp. Nhờ đó mà cửa nhựa gỗ có một lớp mô phỏng vân gỗ tự nhiên và điều màu. Bề mặt phủ phim PVC có khả năng chống xước tốt, kháng hóa chất. Cửa composite có thể sử dụng trong thời gian dài lên đến 20 năm. Với độ bền cao và nhiều ưu điểm vượt trội, cửa nhựa composite đang và đã trở thành một sự lựa chọn cho nhiều gia đình và doanh nghiệp. Hãy đến với Sài Gòn Đo để được tư vấn, hỗ trợ về mẫu cửa phù hợp cho ngôi nhà thân yêu của bạn. Và tụi mình là Sài Gòn Đo với sứ mệnh là nâng cao giá trị cuộc sống cho mọi người.